những cái loại lá mà nó đã theo tôi từ đó, từ lúc khởi nghiệp. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại là tôi sẽ mường tượng rằng là được, rằng là nếu tôi cầm trên tay là tôi sẽ biết được. Tại vì đối với tôi nó quá quen thuộc. Lá nó sẽ luôn luôn đứng sau hoa. Nếu hoa không có lá thì nó cũng không có ý nghĩa. Ai về chợ giữa xóm vườn, ruộng nương giúp mẹ nắng mưa đắng. Tôi thả hồn mình vào từng chiếc lá, chiếc nào tôi cũng có hồn mình trong đó. Để mong, để nhớ, để thương trong lòng. Đúng là mỗi người đều có một cái sở thích riêng. Nhưng mà đối với tôi á, mỗi sáng mà tôi bên cái sạp lá, bên cạnh những cái bông hoa đó, tôi cảm giác như là mình rất là yêu nó. Mình nội nó, mình chỉ cực mỗi sáng mình chăm sóc nó thôi, là mình cảm thấy trong lòng mình nó có một cái gì đó mình rất là thích. Mình vui đó, cái niềm vui của mình đổ vào đó đó. Nếu như mà em cắm thì cái những cái loại lá này là những cái loại lá em đệm vào hoa, nó rất bền, tuổi thọ nó sẽ bền hơn hoa nhiều. À, cái này còn ngắn hơn nữa. À, có xây này ngắn hơn nữa. Thật ra có nhiều người, người ta sẽ không cảm nhận rằng là cái lá nó quá bình thường. Nhưng thật sự mà nói á, đối với tôi và hầu như số nhiều về cái ngành hoa đó đó, lá nó là một cái... Lá nó luôn gắn liền, nó phải đi đôi với hoa. Cho nên những cái giỏ hoa đẹp, những cái lẵng hoa đẹp phải bắt buộc phải có lá. Lá nó sẽ là một cái loại lặng thầm nhưng nó luôn luôn đi sau hoa. Tôi lớn lên ở quê hương Bến Tre thì tôi thấy cái cuộc sống của ba mẹ và mọi người xung quanh cũng khó khăn. Nói về quê hương của tôi á, thì nó là một cái huyện thành phố, là một cái vùng mà nước mặn rất là nhiều. Trong một năm nó sẽ luôn có ít nhất là 4 đến 5 tháng nước mặn. Những mùa hạn mặn khắc nghiệt, gay gắt khiến cuộc sống nông nghiệp vốn điều hưu của người nông dân xứ Dừa ngày một lay lắt bần cùng. Sự luẩn quẩn của cái đói, cái nghèo đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong ký ức của cô gái Diễm Chi 20 năm về trước. Để từ đó thúc giục một mong mỏi về một sự lựa chọn mới cho số phận của chính mình và những người nông dân nơi đây. Khi mà tôi lên thành phố tôi đi làm á, thì tôi cũng nhìn thấy những người người ta hay chở những cái bó lá đi giao cho những cái shop hoa đó. Thì bản thân của tôi thì từ nhỏ tôi cũng đã thích những cái cây cối rồi. Thì từ đó tôi mới tìm hiểu thêm là người ta sẽ làm cái gì với những cái lá này, thì tôi lại đi theo. Lúc ban đầu tôi đi á, tôi sẽ đi bán dạo những nơi mà có thể tôi ghé những cái shop hoa đó, họ không có thích mình đến như vậy. Tại vì bản thân họ là những cái shop hoa mà họ đã có mối rồi đó. Cứ ngày nào mình cũng đạp chiếc xe đạp mình đậu trước cửa đó, cái họ cứ, họ cần á thì họ sẽ mua, còn họ không cần á, mình đậu ở đó họ cũng không có thích, giống như choáng chỗ của họ đó. Thì mình cũng cảm thấy là mình sẽ cố gắng. Tôi có cái suy nghĩ là ngày nào mình cũng ghé, họ không cần mình cũng ghé, thì họ sẽ biết rằng là cái người này ngày nào cũng có lá. Cho nên nó hả,
trong tôi luôn lúc nào cũng có một cái suy nghĩ rằng là họ không mua tôi vẫn đến, họ không mua tôi cũng vẫn đến như vậy đó, thì một lúc nào đó họ sẽ cần. Lúc mà tôi mới khởi nghiệp á, thì cứ tối á, là khoảng chừng 10 giờ đêm là tôi phải có mặt ở chợ Hồ Thị Kỷ. Tại vì những nhà vườn và cái đường xe hầu như tất cả người ta vận chuyển chính vào ban đêm. Thứ nhất là mát mẻ, cái thứ hai là thuận tiện về đường xe cộ. Thì hầu như là thức phải thức cả đêm. Những đồng vốn ít ỏi, sự khắc nghiệt và khó nhọc trong tìm kiếm thị trường kinh doanh ở một thành phố nhiều cạnh tranh không làm vơi bớt đi lòng kiên trì và quyết tâm của cô gái trẻ thuở đó. Sau khi kết nối được thị trường tiêu thụ, chị Chi mạnh dạn về thuyết phục gia đình chuyển đổi diện tích trồng dừa vốn không còn hiệu quả sang trồng lá cắm hoa trong sự hoài nghi và lạ lẫm của tất cả mọi người. Lúc ban đầu thì mọi người cứ nghĩ rằng là lá sẽ không bán được. Mà lúc tôi lại có suy nghĩ ban đầu tiên á, thì tôi là người mà có một cái suy nghĩ rằng là lá nó đang bị thiếu. Trong cái thị trường hoa lá nó đang bị thiếu. Cho nên là tôi mới quyết định là cùng gia đình, cùng bà con, nông dân ở kể cả Vĩnh Thành hoặc là ba tôi, hoặc là kể cả những người bạn mà tôi quen biết ở Đà Lạt á, tôi đều có những cái gợi ý với họ là hãy trồng lá đi. Địa phương ở hai bên đó, thì lúc đầu mình làm thì họ chê làm bậy. Bởi vì mình đúng vừa mình trồng cái thứ này ăn không được mà. Mình mới bắt đầu từ năm 2001 thì thực sự mình cũng mua một ít giống và mình trồng rồi cái bắt đầu mình nhân. Khi tôi trồng cái này có hàng rồi đó thì mình mới gửi lên cho nó thì bán. Lúc đầu thì cả tuần lễ mình mới gửi một lần. Sau đó thì 3 ngày mình gửi một lần. Sau đó 2 ngày mình gửi một lần, cái nó mới đề nghị tôi cho nó ra nó ra cái tiệm hoa nó bán lá. Khi mà tôi đã vào nghề rồi á, thì những cái loại lá trúc đớm, nguyệt quế hay cao kiển, đinh lăng, những loại lá đó là nó đã quen thuộc với ngành hoa rồi. Thì tôi lại cảm nghĩ rằng là mình sẽ thay đổi thêm. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ lá cắm hoa của thị trường hết sức đa dạng, nhưng việc nhập khẩu các loại lá mới từ nước ngoài gặp nhiều khó khăn do chi phí cao. Điều này thôi thúc chị Chi quyết tâm chinh phục các loại lá ngoại nhập bằng cách ươm trồng. Thế nhưng, hành trình thuần phục thói quen sinh trưởng từ những loại cây xa lạ luôn là một công việc đơn độc và chưa bao giờ dễ dàng. Tất cả mấy cái loại cây đó tôi đều rất là yêu. Nhưng mà nói về cái cây tùng hoàng kim á, thì đối với tôi là một cái cây mà tôi gặp rất là nhiều khó khăn với nó. Tôi nói khó ăn lắm con, dư nước cũng thiếu cũng chết, mà thiếu nước cũng chết. Mà dư phân nó chết lẹ hơn thiếu phân. Phải là 2 năm, 3 năm, 4 năm sau cả. Cái giống cây đó nó mới quen với cái thổ nhưỡng này rồi mình chiết nó ra. Cái giống mẹ nó quen cái thổ nhưỡng này, nó phát triển nó mới chịu phát triển. Còn bằng không đem cái mới về mình để nó lì riết cái chết. Cái loại tùng hoàng kim đó là một cái loại lá nhỏ. Nhưng mà đến khi mà nó đã trưởng thành rồi đó, thì khi tất cả mọi người nhìn vô cái tùng hoàng kim, đó là một cái cây cho một cái sự huy hoàng. Tôi luôn luôn cảm giác rằng là những cái lá mới đó là những cái lá mà giống như là nó đang khiêu khích tôi phải tìm ra phải làm sao phải cho nó nhiều hơn nữa cái những cái loại lá đó. Thành công với mô hình ươm trồng và phát triển các loại lá ngoại nhập từ gia đình đã giúp Diễm Chi tự tin và quyết tâm thực hiện hành trình, hiện thực hóa ước mơ, xây dựng cả một vùng nguyên liệu lá cắm hoa rộng lớn tại Bến Tre. Những tháng ngày rong ruổi đến với những nhà vườn, thuyết phục cũng như thu mua lá cắm hoa
đã cho chị sự đồng cảm hơn bao giờ hết với những trăn trở của người nông dân trong việc tìm đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm. Khi vô cái mùa lễ hội thì nhu cầu thương lái nó mua nhiều, hoặc là nó mua cái giá nó được. Còn khi mà không có mùa lễ đâu thì nó hay mua giá thấp, rồi có khi nó không mua. Bán được và có những khi bán chậm. Thì những khi bán chậm đó thì nhà lái nó không gọi xuống tới nhà vườn. Thì nhà vườn sẽ có một cái sự lo lắng. Lo lắng rằng là lá nó đã tới tháng phải cắt rồi, nhưng mà không có cắt được á, thì lại đi tìm những chỗ khác. Thì tìm những chỗ khác á, thì chính vì cái điều đó, cái giá càng lúc nó sẽ bị càng đi xuống. Trong vườn sau thì người ta sẽ đẩy ra bằng những cái chiếc xe mà kể cả xe gắn máy không luồn vào trong được, thì người ta sẽ đẩy bằng những cái chiếc xe rùa. Người ta chuyển từ bên trong ra bên ngoài, ra ngoài đường, rồi bỏ lên xe gắn máy, chở đến mấy cái con đò đó. Bản thân tôi cảm thấy rằng là rất là nhiều cái công đoạn mà những cái loại lá đó đến tay người tiêu dùng rất là nhiều khó khăn. Cùng với những người cộng sự thân thiết, chị đi kết nối, chuyển giao kỹ thuật trồng những loại lá mới có giá trị kinh tế cao, đồng thời tạo thành một hệ thống bao tiêu sản phẩm với tất cả niềm tin, không nhà vườn nào bị bỏ lại phía sau. Tôi luôn mong rằng là cái ngành hoa nó sẽ phát triển đi lên để cho bà con người ta trồng lá, để người ta cung cấp nhiều hơn nữa. Quan niệm của tôi là tôi không bỏ rơi những nhà vườn. Xứ Dừa vẫn lãng mạn, bình yên như vẻ đẹp thơ mộng vốn có. Hạn mặn vẫn cứ như điệp khúc đến hẹn lại lên. Thế nhưng giờ đây chẳng còn là nỗi ám ảnh của những người nông dân quê nhà. Những vườn trồng lá cắm hoa thích ứng với biến đổi khí hậu đã được người nông dân hưởng ứng, mạnh dạn chuyển đổi với sự phấn khởi và một niềm tin vững chắc về đầu ra tiêu thụ. Những bước khởi đầu và hy vọng mới đã được mở ra cho những người nông dân nghèo tại Bến Tre, đúng như nguyện ước bấy lâu của người phụ nữ nghị lực mang tên Diễm Chi này. Giờ thì thí dụ như một tháng, một năm thì mình thu hoạch được 10% đi. Cái này nếu như mình trồng mà thu hoạch hết luôn, nó ổn định như vậy là một năm mình có thể thu hoạch được 30%, nó gấp 3 như vậy. Không, cũng vui mừng lắm. Để nói chung là cũng dòm xóm anh em, rồi bà con thân thuộc đây cũng vui lắm. Cũng mừng. Nó có một cái hướng đi đó, nó cũng hiệu quả. Lá là tuổi thơ. Lá là xứ sở. Lá là đam mê. Là cả cuộc đời. Đối với tôi, những cái chiếc lá đó là những cái chiếc lá mà nó sẽ làm cho tôi được như ngày hôm nay. Tôi thành công được như ngày hôm nay. Cho nên tôi thả hồn mình vào từng chiếc lá. Chiếc nào tôi cũng có hồn mình trong đó. Chiếc lá rời cành không có nghĩa là sự sống kết thúc. Một hành trình tận hiến mới được mở ra để chiếc lá được sống trọn một cuộc đời ý nghĩa. Là nốt nhạc trầm để tạo nên sự huy hoàng thăng hoa cho nghệ thuật cắm hoa. Là niềm tin, hy vọng về một cuộc sống chủ phú trên những miền đất quê nghèo khó. Và như chính cuộc đời của lá, người phụ nữ mang tên Diễm Chi đã, đang và sẽ viết tiếp những giấc mơ lặng thầm nhưng thật đẹp. Ở đó có lòng kiên cường của sự dấn thân, sự bền bỉ của đam mê để lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho con người, cuộc đời. Và như để báo đáp một thứ ân tình giản dị với xứ sở, quê hương.